Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện về thừa kế là một cái câu chuyện muôn thuở, muốn nói đi nói lại, nói tới nói lui. Tuy nhiên rằng là vẫn có những cái khó khăn, tùy theo cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, mỗi một cái gia đình có những cái khác nhau. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết cuộc ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn một cái vấn đề mẹ chết, hàng thừa kế tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, cái vấn đề này xảy ra nó không thường xuyên, vì Việt Nam mình ít có một cái phong tục nhận con làm con nuôi. Và việc nhận con nuôi này thì nó có hai dạng nha quý vị và các bạn. Mình thì thân những người nào gọi má con, cái việc đó là một cái việc má nuôi, nhưng thực tế là không nuôi ngày nào. Cái vấn đề thứ hai nữa là mẹ nuôi, là nuôi thật sự, nuôi từ lúc đỏ hỏn, hay là nuôi để mà chăm sóc, phát triển. Giống như có một cái nghệ sĩ nào đó đã đến sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để nhận nuôi con có yếu tố nước ngoài, và chị này chị cũng đã nhận đến cái người con của Việt Nam này là người thứ ba, và chị vẫn nuôi vòng trong một cái tình trạng gọi là xem như con ruột. Chúng ta sẽ phân biệt nha quý vị và các bạn, con nuôi có giấy khai sinh và con nuôi không có giấy khai sinh. Tôi có một khách hàng như vậy đó. Em đến văn phòng tôi, em bảo rằng là chị, em là con ruột. Ba mẹ em hồi xưa có, trước khi mà có em á, thì không, một thời gian dài không có con, cho nên ba mẹ em mới đến tổ chức từ thiện sinh chị hai của em. Và chị biết rồi, sinh ra chị hai của em nó giống như là đi coi thầy bói á. Thì chị hai của em được vừa mới sinh chị hai của em là mẹ em cứng bầu và đẻ ra em. Thì tôi mới hỏi vậy chứ vậy cái việc sinh thì lúc đó chị hai em còn nhỏ, thì em cũng thừa nhận. Tôi bảo thêm rằng là vậy thì chị hai em có giấy khai sinh của ba mẹ, là em cũng thừa nhận. Và bây giờ là ba mẹ chết rồi, thì em yêu cầu chị hai là cho em được hưởng phần nhiều hơn. Tuy nhiên là chị hai không đồng ý. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã giúp em tư vấn, và tôi cho rằng nếu trong trường hợp ba mẹ em chết không để lại di chúc, thì tài sản trên nguyên tắc sẽ được chia đều cho các hàng thừa kế, trong đó có con ruột của người thừa kế và con nuôi của người thừa kế. Con ruột của người thừa kế và con nuôi của người thừa kế thì hai người, mỗi người được một suất bằng nhau. Trong trường hợp của em thì em có một người là 1/2 di sản thừa kế của ba em để lại. Nếu trong trường hợp mặc dù là di sản do ba mẹ ruột em để lại, nhưng chị hai của em đồng ý lấy cái một phần ít hơn thì vẫn được nha quý vị và các bạn. Tức là chúng ta sẽ đến ở phòng công chứng để chúng ta tiến hành cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Tôi đặt giả sử trong trường hợp ba mẹ em chết để lại là 3 tỷ đồng, thì chị hai em nói thôi, thứ nhất mày là con ruột, cái thứ hai mày là mày muốn lấy nhiều lấy, cho tao một phần ba là được rồi. Và gia đình đã đến cái phòng công chứng để thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Tôi cũng có cái gói thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì chúng ta hãy xem. Tôi sẽ đánh tan sự nghi ngờ của một số anh chị em bảo rằng cái nghề luật sư của chúng tôi là cái nghề đem đến cái sự tranh chấp. Tôi cũng đánh tan cho những người bạn bè của tôi rằng có một cái cách nhìn không thiện cảm về phía luật sư của chúng tôi. Nếu trong trường hợp di sản thừa kế do hàng thừa kế tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận, thì các bên có thể
liên hệ đến phòng công chứng địa hạt. Phòng công chứng địa hạt là cái gì quý vị biết không? Phòng công chứng địa hạt, ví dụ như hiện tại tôi đang ở huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang, thì tôi có thể đến bất kỳ một cái phòng công chứng nào của trong cái tỉnh Tiền Giang để tôi ký khai nhận di sản thừa kế. Nếu tôi đang ở quận 3, nếu tôi đang ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi sẽ đến bất kỳ 24 quận huyện, huyện nào mà có phòng công chứng, tôi đều có thể ký cái văn bản thỏa thuận di sản thừa kế. Trong luật có quy định rất là rõ nha quý vị và các bạn, không phải là cứ chia một suất thừa kế là các bạn cứ phải chia theo cái đúng cái tỷ lệ. Người ta có quyền tặng cho nhau, người ta có quyền từ chối di sản thừa kế nữa. Đây là một trong những cái video hướng dẫn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật trong những trường hợp tự do tự nguyện thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề đúng theo tiêu chí mẹ chết, hàng thừa kế tranh chấp. Chúng ta đã có luật quy định con ruột, con nuôi bằng một cái suất thừa kế. Tuy nhiên, nếu người con ruột và người con nuôi thỏa thuận được cái di sản thừa kế thì các bên sẽ xác lập cái văn bản khai nhận di sản thừa kế mà không cần phải đi đến tòa để giải quyết tranh chấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Được Ta. Tôi cũng xin nói thêm rõ, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái khó khăn trong việc khởi kiện chia thừa kế mà gia đình mình không thể thỏa thuận được, thì chúng ta sẽ tiếp tới bước 2 là khởi kiện ở tòa. Ở dưới đường link tôi có một cái hướng dẫn khởi kiện chia thừa kế. Nếu quý vị và các bạn nào có quan tâm thì chúng ta sẽ mua cái gói này nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.